Ở đây thì như là tôi đã giới thiệu rồi, xin phép được giới thiệu lại một lần nữa. Có nhạc sĩ Dương Cầm, nghệ sĩ Minh Đạt, mixer, nhạc sĩ Phạm Thanh Hà, đạo diễn MV Cao Quay Nguyễn Tuấn Anh. Người lên ý tưởng, thực hiện ý tưởng đó là Lâm Thành Kim, mix Hoàng Huy Long, nhạc sĩ hòa âm Miu Amazing, anh Lê Đức Hùng, tôi rất hâm mộ. Ca sĩ Đăng Khôi, phụ trách phòng thu, nhà thiết kế Cathy Nguyễn, thiết kế trang phục và làm bìa album. Và bà Nguyễn Hoài Anh, giám đốc trung tâm, giám đốc sản xuất cái mini show ngày hôm nay. Vâng, bây giờ thì mọi người đã không biết là còn ai mà chưa được nhắc tên không? Thì tôi xin lỗi, chắc đủ rồi đúng không ạ? Có lẽ là câu hỏi đầu tiên thì tôi sẽ phải dành cho người mà sáng tác cái ca khúc này, đó là anh Dương Cầm. Có lẽ là Dương Cầm thì mọi người đã quá quen thuộc rồi, đặc biệt là các khán giả ở ngoài Bắc với những cái ca khúc nhạc nhẹ, những cái ca khúc mà được rất là nhiều những cái ca sĩ, thậm chí là những ngôi sao đã trình bày. Nhưng mà tôi thì tôi thấy là anh chỉ sáng tác pop và R&B, nhưng mà những cái bài hát mà nó hơi có một chút dân gian như này thì hơi ít một chút, đúng không ạ? Và Dương Cầm có thể chia sẻ cho tất cả quý vị cũng như là giới báo chí về cái mối cơ duyên giữa bạn và Thu Hằng, và trong cái quá trình sáng tác ca khúc này thì bạn đã nghĩ về điều gì khi mà sáng tác ca khúc trong cho Thu Hằng? Đầu tiên thì cho phép Dương Cầm thân mật ekip gửi lời chào đến tất cả quý vị, và thay cho những người thực hiện cho ekip của tôi, thật sự rất là vui khi bước chân vào sảnh của sân khấu ngày hôm nay và cảm thấy mọi người đến với một vẻ mặt rất là hân hoan, và bản thân tôi cảm thấy rất là vui mừng khi thấy một cái sự được đón tiếp rất là chu đáo, và tôi biết là chúng tôi đã rất là nỗ lực, rất là cố gắng để có được những sản phẩm âm nhạc tốt, sản phẩm hình ảnh tốt, thì cái khâu chuẩn bị ngày hôm nay đón tiếp đối với bản thân tôi là một trong ekip, tôi cảm thấy rất là vinh dự khi được tham gia cùng với ekip để sản xuất ra nên sản phẩm này. Thực ra nếu mà mọi người có biết đến Dương Cầm thì với những sáng tác của Dương Cầm, lúc nào ở trong đó nó cũng có mang một màu sắc âm hưởng dân gian rất là nhiều. Ví dụ như bài hát Mong Anh Về chẳng hạn, bài hát đấy được viết trên hàn âm ngũ cung, và nếu mà một ca sĩ dân gian hát bài hát đó thì chắc chắn nó là một ca khúc dân gian 100%. Và nhiều ca khúc khác của Dương Cầm cũng như vậy. Nhưng với bài hát Trong của Thu Hằng thì cái mối nhân duyên thực sự là cũng rất là tình cờ. Khi Dương Cầm được chị Nguyễn Việt Thanh và Thu Hằng mời hợp tác. Chị Việt Thanh thì lúc đó không biết là Dương Cầm đã quen với Thu Hằng từ trước, chỉ biết là khi mà Thu Hằng tham gia chương trình Sao Mai thì Dương Cầm lúc đó là phụ trách âm nhạc cho chương trình Sao Mai. Và thực ra là Dương Cầm đã biết Thu Hằng cách đây khá là lâu, khi mà Thu Hằng vẫn thỉnh thoảng tham gia hát những cái bài hát nhạc pop. Và đến khi mà chứng kiến Thu Hằng trưởng thành trong quá trình tham gia chương trình Sao Mai thì Dương Cầm cũng hiểu các kỹ năng của Thu Hằng, cũng như là hiểu tính cách của Thu Hằng để làm sao mà chọn nên một cái phong cách âm nhạc phù hợp nhất, để đưa ra một cái định hướng âm nhạc để làm sao mà Thu Hằng có một cái phong cách riêng cho cái sản phẩm sắp tới, cũng như là cái hình ảnh sắp tới mà Thu Hằng sẽ đi theo. Và bài hát Trong thật sự là một cái ý nghĩ bất chợt thôi, từ cái chính cái hình ảnh của Thu Hằng, và một cái gì đó rất là mỏng manh, rất là trong trẻo để Dương Cầm viết nên bài hát Trong. Một bài hát có giai điệu rất là dễ nghe, rất là dễ gần, và quan trọng nhất là vẫn mang cái âm hưởng dân gian. Đó là cái điều mà để giữ lại cái hình ảnh của Thu Hằng, và mọi người sẽ cảm thấy một Thu Hằng rất là gần gũi, một dòng nhạc rất gần gũi và vẫn rất là hiện đại. Cảm ơn Dương Cầm và xin một tràng pháo tay cho nhạc sĩ Dương Cầm ạ. Và chúng ta đã được thấy MV Trong rồi, thì được nghe ca khúc này rồi, và được nghe nhạc sĩ Dương Cầm chia sẻ. Và bây giờ thì tôi xin phỏng vấn một người rất là quan trọng trong dự án, và người này thì tôi cũng rất là ngưỡng mộ, bởi vì bạn cũng là người làm ý tưởng cho cái show của anh Đàm Vĩnh Hưng vừa xong, đó chính là bạn Lâm Thành Kim. Thực sự là khi mà chứng kiến những cái hình ảnh trong live show Đàm Vĩnh Hưng thì tôi đã thấy rất là ngưỡng mộ bạn, và khi mà hôm nay xem Thu Hằng của những ca sĩ, những anh em miền Bắc hôm nay thực sự là thay đổi rất là nhiều, và cái công lớn để thay đổi về diện mạo rồi lên ý tưởng thì Lâm Thành Kim là người có công rất là lớn. Bạn có thể chia sẻ vài điều
Trước tiên cho em xin gửi lời chào đến các anh chị báo chí tại Hà Nội đã có dịp gặp các anh chị ở đây. Thật ra thì cái sự hợp tác này nó rất là đồng hồ. Một ngày đẹp trời thì quản lý hiện tại của Thu Hằng là chị Nguyễn Việt Thanh cứ gọi cho em một cuộc điện thoại, thì chị nói là em ơi đang ở đâu vậy, ra cà phê nghe giúp chị cái bài này chơi tí. Thì em cũng dại dột em chạy ra. Thì sau cái lần dại dột đó thì em mất 3 tháng với cái dự án này cùng với ekip là những anh chị ở đây. Và 4 phút mà mọi người đang xem ở trên màn hình nó lấy của ekip của chúng em hơn 3 tháng nay. Phần hậu kỳ rất là cực khổ. Tức là nếu mà nói cực khổ thì không đúng. Tức là bởi vì cả ekip đều đòi hỏi những cái điều chi tiết rất là tỉ mỉ. Và từng cái hoa, từng cái lá, từng cái ánh nắng xuyên qua cái lá cũng phải vẽ. Nó rất là tiểu tiết từ những cái chi tiết nhỏ nhất để tạo ra một cái sản phẩm gửi đến quý vị ngày hôm nay. Vậy thì cho tôi hỏi thêm một câu nữa là cái khó nhất của bạn khi mà làm cho Thu Hằng là gì? Cái khó nhất đó là từ cái đề bài mà chị Thanh chỉ đưa ra rồi. Chị nói một câu rất là đơn giản. Chị muốn giữ lại cái truyền thống nhưng sử dụng những cái gì hiện đại nhất. Thì sau cái câu nói đó thì em tập trung toàn bộ ekip lại. Và 3 ngày sau thì có một cái bài tập trả lại cho cô giáo Việt Thanh. Thì rất may là cô đã đồng ý. Vâng, xin cảm ơn Lâm Thành Kim. Không biết là mọi người xem cái MV cảm thấy là như thế nào ạ? Nó có đủ giữ lại cái truyền thống và ekip đã ứng dụng được những cái gì hiện đại nhất chưa? Vâng, tiếng vỗ tay sẽ là câu trả lời. Rất tuyệt vời, cá nhân tôi là như vậy. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Thôi thì bên trái sang bên phải, giờ mình lộn bên này đúng không? Chỉ có cân bằng. Thực ra ở đây thì rất là nhiều người trong ekip, có 10 người trừ tôi. Thì nếu mà bây giờ chúng ta mà phỏng vấn hết tất cả mọi người thì chắc là cũng không có thời gian đâu. Chúng ta điểm thôi. Anh Cao Anh Nguyễn Tuấn Anh là đạo diễn của cái MV này. Và thực ra là đạo diễn thì mọi người biết rồi, là một vai trò ở đây dưới này có chị cũng có rất là nhiều nghệ sĩ, cũng có những người làm đạo diễn như là chị Việt Hương rất là nổi tiếng ở Đài Truyền hình Việt Nam. Bạn Nguyễn Tuấn Anh, bạn có thể chia sẻ một chút về bởi vì bạn là một người rất là trẻ, nhưng mà tôi thấy là cái MV này á, tức là cái màu cổ tích và màu dân gian rất là đậm đặc, nhưng mà nó lại đan cài với cái hiện đại, thì bạn đã phải làm như thế nào, bạn có thể chia sẻ với quý vị khi mà thực hiện cái MV này. Lời đầu tiên em xin kính chào quý vị, kính chào các anh chị nhà báo. Em hơi run tại vì lần đầu tiên một cái dự án của em được giới thiệu một cái cách long trọng và hoành tráng như thế này, em cảm thấy rất là trân trọng những cái sự cố gắng của cả ekip. Trả lời câu hỏi của anh thì khi mình nhận được cái lời mời tham gia dự án này, nó là một cái sự may mắn rất là lớn với em. Tại vì trong cái thị trường âm nhạc hiện tại, em làm cho khá là nhiều nghệ sĩ giải trí ở showbiz, nhưng mà để mà tìm kiếm một cái sản phẩm mà chất lượng mà nó mang lại một cái nguồn cảm hứng cũng như là một cái thể loại âm nhạc mà để mình thưởng thức, mình nghe được, mình nghe đi nghe lại và nó tạo cho mình những cái thoải mái ở trong tâm hồn như thế này, thì rõ ràng là nó rất hiếm hoi ở cái thị trường hiện tại. Nhận được cái lời mời xong là em bắt tay với anh Kim giải quyết liền cái bài toán mà chị Thanh đưa ra. Thì rõ ràng cái thế mạnh của em là kỹ xảo. Những cái gì em đã xây dựng, cái team trẻ của tụi em đã cố gắng nghiên cứu rất là nhiều về kỹ xảo, ứng dụng vào đây là một cái em nghĩ là cái cách giải quyết tốt nhất cho cái đề bài của chị Thanh. Hình ảnh concept này nọ thì mình giữ lại những cái chất của Hằng, nhưng em đưa model Tây vào, em đưa những cái kỹ thuật rất là mới hiện đại, và nó có những cái tracking mới nhất của những cái phim bom tấn bây giờ, mà em có thể tự tin là một trong những cái ekip ở Sài Gòn giải quyết rất là tốt cái vấn đề này. Thì ngày hôm nay khi mà sản phẩm nó đã trình chiếu ra rồi, em rất là tự hào với công sức của toàn bộ tập thể ekip. Hy vọng là tất cả mọi người sẽ đón nhận cái sản phẩm này
bằng một cái tinh thần thì giải trí, nhưng mà lắng nghe tất cả những cái giai điệu, những cái cảm xúc này bằng cái trái tim chân thành của mình, để mà cảm nhận được tất cả những gì ekip tụi em muốn truyền đạt cho mọi người. Xin cảm ơn. Phải nói là tôi rất là ngưỡng mộ các bạn, tại vì các bạn đều rất là trẻ, các bạn thực sự là rất là tài năng, rất là cập nhật những cái sự mới mẻ của những kỹ thuật, những công nghệ mới nhất bây giờ. Và rõ ràng là khi mà xem MV thì thực sự rất là sung sướng, rất là sung sướng, đúng không ạ? Như là chúng ta đi xem một bộ phim ở ngoài rạp, chất lượng 4K rồi hình ảnh âm thanh rất là hoành tráng, cảm thấy rất là sung sướng khi mà được xem một cái sản phẩm như vậy. Giờ tôi lại quay sang bên đây, nghiêng sườn đông rồi lại nghiêng sườn tây, là một anh rất đẹp trai mà vừa nãy các bạn hô rất to. Đó, chưa không cần phải giới thiệu biết ngay là ai, đúng không ạ? Đăng Khôi thì mọi người đều biết rồi, không phải giới thiệu nữa. Nhưng mà Đăng Khôi bây giờ trong cái sản phẩm, trong cái dự án này của Thu Hằng, Đăng Khôi lại làm một cái việc mà nó trái với cái việc mà mọi người vẫn biết, đó là anh ấy làm trong cái phòng thu. Và Thu Hằng thì là thu âm ở trong cái phòng thu của anh Đăng Khôi. Và anh Đăng Khôi chính là người mà ngồi thu chỉnh nắng từng tí một, tức là làm cho cô ấy dân gian nhưng mà là phải hiện đại, và hiện đại nhưng mà vẫn phải dân gian. Thì tức là ở đây không nói về chuyện hát ở sân khấu, mà tức là cái sản phẩm khi mà được làm trong audio thì anh Khôi là một trong những người rất quan trọng trong cái việc mà giữ được dân gian mà lại vẫn có hiện đại. Giờ anh có thể chia sẻ cái sự khó khăn hay là không, tóm lại một vài lời chia sẻ cho mọi người. Đầu tiên thì cho phép Đăng Khôi xin gửi tới tất cả các anh chị đồng nghiệp ở đây ạ. Tất cả các bạn đồng nghiệp, Khôi nhìn thấy rất là nhiều rồi người nhà và toàn bộ ekip, người tài năng nhất đang ngồi ở trên này, và đặc biệt là tất cả các bạn fan của Thu Hằng có mặt trong buổi tối ngày hôm nay. Phải nói là hôm nay Khôi rất là bất ngờ. Khôi vừa mới xuống sân bay cách đây có 1-2 tiếng thôi, và mặc đồ ù cái qua đây, và bây giờ lại được cầm hoa. Và đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp được nhận một cái kỷ niệm chương mà không phải là dành cho mình, với vai trò là ca sĩ mà là một người mixer hay producer, thì Khôi cảm thấy đây là món quà đầu tiên mình được trao với tư cách thứ hai này. Xin cảm ơn ekip của Thu Hằng ngày hôm nay. Khôi cảm thấy hôm nay rất là vui, mà trước khi chia sẻ điều đó thì Khôi muốn chia sẻ những cái suy nghĩ của mình. Hôm nay Khôi cảm thấy rất hạnh phúc, một cái gì đó không hiểu sao. Hằng chỉ là một người em mới quen thôi, nhưng mà hôm nay mình đến, mình giống như bây giờ vẫn nổi da gà, mình cảm thấy rất là xúc động và rất là hạnh phúc. Không hiểu tại sao có một sự đồng cảm giữa hai anh em. Và bởi vì thấy hôm nay mọi thứ đều rất là chỉn chu, một ekip chuyên nghiệp nhất. Và phải xin chúc cho Thu Hằng 3 điều. Điều thứ nhất là Hằng đã có một ekip rất là mạnh, rất là chuyên nghiệp, có thể nói là hàng đầu Việt Nam ở đây, và rất là chịu chơi và rất là chịu chi và tâm huyết đầu tư cho những sản phẩm âm nhạc của Thu Hằng. Và điều thứ hai là ekip này không phải ai cũng có được, đó là dành rất nhiều thời gian, tâm huyết, có thể trả cho những người có thể tiền, như Khôi vẫn nói là cái gì cũng cần, nhưng mà tiền không giải quyết được những điều mà tâm huyết mà ekip đã làm cho album Vol 1 trong này của Hằng. Và Khôi cảm thấy đây là một trong những sản phẩm mà lâu lắm rồi mà Khôi cảm thấy nó đã, và nó cảm thấy rất là chỉnh chu. Và điều thứ ba là Hằng có một người thầy, đó là chị Nguyễn Việt Thanh, một người mà trong nghề Khôi nôm na là một người chị lúc nào rất là nhiều các nghệ sĩ nổi tiếng được mong muốn được làm việc và hợp tác. Và đặc biệt là chị đã đứng đằng sau hay có những hình bóng của những người nghệ sĩ nổi tiếng nhất Việt Nam, và lại là một người thầy của Hằng. Rồi Hằng không chỉ một người thầy, Khôi nhìn thấy những ngày mà bên cạnh mà chăm sóc, thấy như một người mẹ, một người chị chăm sóc rất là tỉ mẩn, giống như con mọn ấy. Thì Khôi cảm thấy là wow, đây là Hằng đã có được một bảo bối, tức là trò thì tìm được thầy giỏi, mà thầy thì tìm được trò giỏi. Xin chúc mừng Thu Hằng. Còn bây giờ thì Khôi sẽ nói về cái câu chuyện trong phòng thu. Khôi rất là hào hứng, bởi vì chị Thanh thì cũng giống như là Khôi là một người bị hại, giống như là Kim hay là tất cả mọi người ekip ở trên này. Chị Thanh gọi một ngày đẹp trời, gọi cho Khôi và là Khôi ơi, chị đã có toàn bộ ca khúc của một
cô ca sĩ mới mà chị rất là tâm huyết, nhưng mà chị nghe chưa có thấy đã và không hiểu là chị Thanh, đúng rồi, bởi vì chị là một người rất là cầu toàn, rất là khó tính, rất là chi tiết cho âm nhạc. Và chị gọi cho Khôi bảo là chị muốn nhờ em qua phòng thu của em để thu lại cho Hằng. Thì không phải là cũng chia sẻ ở tại trong Sài Gòn thì hiện nay phòng thu của Khôi thì rất là may mắn là được tất cả các anh chị em nghệ sĩ ở trong giới đều tin tưởng tới để chọn để thu âm, và có rất là nhiều bài hit được ra đời từ phòng thu, những ngôi sao, những cái bạn trẻ rất là nhiều. Thì Khôi bảo ok chị cứ qua đi, và đưa qua thì Khôi có một nhiệm vụ là như chị Thanh vẫn nói là chị muốn Thu Hằng là một giọng ca về dân gian, và chị muốn giữ được dân gian và phải, nhưng mà vẫn phải pop, còn cái album bản cũ thì nó quá nhiều dân gian. Và Khôi thì phải nói là khi mà ấn tượng Hằng thì chưa biết rằng là cô bé đó là có giải thưởng giải nhất của giải Sao Mai. Thì khi mà tiếp xúc chỉ có vài câu hát Hoàng Thu thôi thì Khôi nhận thấy là lúc đầu mình nghĩ rằng là cô bé này rất là nhỏ, không biết hát được không. Và cái mic nó cao như này thì Khôi phải hạ xuống gần thấp nhất, gần như hết cỡ thì Hằng mới có thể đúng cái vị trí để hát. Và phải chỉ vài câu hát thôi, nhận ra cô bé này là một người rất là thông minh. Giọng hát thì tỷ lệ nghịch đấy với thân hình, giọng hát rất là tốt, mà với một thân hình rất là nhỏ nhắn và xinh xắn. Và sau 2 lần Hằng bay đi bay về và với 8 ngày làm việc cho phòng thu thì Khôi và Hằng đã cho ra được những track thu audio mà tốt nhất, và Khôi cảm thấy rất là hài lòng. Và sau đó thì đến hôm nay thì rất là bất ngờ khi mà ngồi đây, và không có điều gì hạnh phúc hơn, đó là chúc cho Hằng 3 điều trên sẽ là một nền tảng rất là vững chắc để cho Hằng sau này sẽ trở thành một con đường âm nhạc vững chắc và một người nghệ sĩ. Phải nói là chúc em sẽ là một nghệ sĩ lớn, một nghệ sĩ sẽ có con đường dài và thành công và được tất cả mọi người yêu mến. Xin cảm ơn. Vâng, hôm nay thì dạ Khôi xin hỏi là cô Thu Hiền và chị Nga có mắng em không? Bởi vì là em lại uốn nắn bảo bối của hai người thành giọng pop này thì cô với cả chị thấy có được không ạ? Có lẽ là một lát nữa thì chúng ta sẽ chia sẻ, chúng tôi sẽ cũng sẽ xin những cái lời chia sẻ của nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền và ca sĩ Phương Nga. Còn bây giờ thì vì hôm nay ở trên này thì có rất là nhiều nhà báo, cho nên là cũng không biết là có anh chị nhà báo nào có câu hỏi dành cho ekip ở trên này không ạ? Chị tôi thấy ngồi gần tôi nhất là chị Phan Thúy Thảo, chị có chị có câu hỏi gì không ạ? Và ok, tôi chắc là mọi người cũng thấy rằng là anh em mình cũng chia sẻ cũng khá là nhiều rồi nhỉ, chắc có khi là cũng muốn nghe hát tiếp rồi đúng không ạ? Hát đi ạ. Thế nên là vậy thì bây giờ xin mời các bạn đứng dậy và xin quý vị hãy dành cho ekip thực hiện một tràng vỗ tay thật là nồng nhiệt nữa, và cảm ơn các bạn rất nhiều. Và hy vọng là ở dưới này ấy là có rất là nhiều ca sĩ, và hy vọng là các bạn ca sĩ ở Bắc, không chỉ là riêng Thu Hằng, cũng có thể có nhiều bạn sẽ có cơ hội được làm việc với tất cả các bạn ekip trên này. Xin cảm ơn và xin cảm ơn các bạn rất nhiều.